đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bản sao Tăng Thanh Hà tiếp tục giành chiến thắng tập 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã mang đến cho top 60 thí sinh những bài học hữu ích về mix and match trang phục, đồng thời còn cung cấp kiến thức làm đẹp và chăm sóc da, giúp thí sinh tự tin tỏa sáng trong hành trình chinh phục vương miện cao quý. Mâu thuẫn xảy ra giữa thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh và Đặng Thị Mỹ Khôi xoay quanh câu chuyện đôi giày là của ai. Nguyễn Đặng Tường Linh cho rằng giày của chị để trên bàn đồ của chị có quần áo, túi đồ của chị luôn. Em lấy em phải hỏi chứ. Thí sinh Đặng Thị Mỹ Khôi liền trả lời, nhưng mà chị có ghi là khu vực đồ của chị không? Vấn đề là ở đó là khu vực đồ phụ kiện và tất cả mọi người cùng nhau lấy phụ kiện. Chị phải giữ trên tay của chị chứ. Câu chuyện không được giải quyết và thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh phải bức xúc nói, cuộc thi là lịch sự và văn minh chứ không phải lấy đồ của nhau. Trước khi công bố nhóm chiến thắng, giám khảo Samu Hoàng đã hỏi chuyện đôi bông tai bị mất đang nằm trên vành tay của một thí sinh đội khác. Vì không chịu thừa nhận lỗi lầm và liên tục đổ thừa, thí sinh Trần Thị My khiến giám khảo Vũ Thu Phương phải lớn tiếng nhắc nhở. Nãy giờ em đang cố gắng biện minh cho cái việc đó bằng việc đổ thừa cho người khác à? Nếu như các bạn cứ vô tư như thế này, các bạn sẽ mắc phải bao nhiêu lỗi lầm trong tương lai? Từ nãy tới giờ em biết đôi bông tai là của đội kia, em không hề có một thái độ nào thể hiện tôi xin lỗi. Kết thúc câu chuyện, giám khảo Vũ Thu Phương gửi lời khuyên đến tất cả thí sinh. Đừng cố gắng chạm vào vương miện hữu hình. Cái vương miện vô hình có thể đổi ngay ngày hôm nay trên đầu các em nếu như các em đẹp từ trong ra ngoài. Kết thúc tập 2, thí sinh Đào Thị Hà tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu và các thí sinh có thể thay đổi vị trí thứ hạng của mình trong những thử thách tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.